Hương Giang Audio chào toàn thể anh em và các bác trên mọi miền Tổ quốc. Buổi tối ngày hôm nay là ngày 27 tháng 4 năm 2020. Hương Giang về một lô mic 60 bộ dòng Bayer vỉ tím và vỉ xanh. Thì vừa lúc nãy Hương Giang livestream đấy nhưng mà nó bị ao ra mất thì nhiều bác không xem được. Thì Hương Giang sẽ làm một cái video này để gửi tới toàn thể các bác và anh em trên mọi miền Tổ quốc có nhu cầu về mặt hàng mic bãi Bayer vỉ tím và Bayer vỉ xanh. Thì Hương Giang sẽ báo giá chi tiết từng loại một và cho các bác xem nội thất và hình thức của những dòng mic mà Hương Giang sẽ báo giá như trên. Thì trước tiên là dòng mic Bayer vỉ tím, mã là LNG. Xin chào bác và anh em nhé. Thì đây là dòng mic Bayer vỉ tím này, mã của nó là LNG M100 các bác nhé. Đây là nội thất bên trong của nó này. Các bác nào đã dùng những cái dòng mic này rồi, các bác biết chất lượng rất ok. Dòng này thì nó sản xuất năm 2017 tháng 6 các bác nhé, tháng 6 năm 2017. Khá còn mới các bác ạ. Đấy. Thì đường sau có tem QC và có jack Canon để cho các bác và anh em chơi hai đường mic riêng biệt này. Như các bác đã biết đấy, dòng mic này là dòng mic cảm biến tự ngắt và có cảm biến chống sốc. Đấy thì tay mic của nó dùng rồi thì nó có chút xước sát ngoài vỏ các bác nhé. Đấy, không tránh được. Đấy, vì cái tay mic người ta cầm nắm nhiều nhất là hàng bãi thì nó phải có xước sát. Còn chụp thì đây là cái chụp mà chụp nguyên bản của nó về nó như thế này nhé. Thì em sẽ bỏ cái chụp này đi. Đây, lô hàng này vừa về buổi tối xong thì em lên sóng luôn cho các bác và anh em. Thì những cái chụp này em sẽ thay toàn bộ chụp inox này cho các bác nhé. Đấy. Thay toàn bộ chụp như này cho các bác để các bác về hát cho nó không bị mất vệ sinh. Nếu mà các bác nào thích chụp cũ này, em gửi chụp nguyên bản này thì em chụp gửi chụp nguyên bản này cho bác và anh em nhé. Để cứ dùng cái chụp mới này cho nó ngon thì lành các bác nói này. Luôn. Thì dòng mic này nó có hai mẫu màu củ. Một là nó sử dụng màu củ K8 cũng rất là cao cấp của Bayer. Và sử dụng củ màu ghi như thế này. Không lại nhiều bác nhận mic để bảo tôi chị livestream một kiểu, chị bán cho tôi một kiểu. Thì dòng mic này nó sử dụng rất là nhiều côn khác nhau nhưng mà đều là côn cao cấp của Bayer. Đấy, rất cho ra chất âm rất là hay. Nhiều bác đã mua rồi thì biết. Dòng này là dòng cảm biến tự ngắt và cảm biến chống sốc. Và tiếp theo em sẽ báo giá luôn. Giá dòng mic này là giá 2.400.000 bao ship tặng đủ dây jack, bảo hành 3 tháng lỗi 1 đổi 1 cho các bác và anh em nhá. Và tiếp theo. Và các bác để ý này, đây là màn hình chữ nhật nhá, là 2.400.000 bao ship này. Đấy. Và cái dòng màn hình vuông cũng là Bayer vỉ tím. Đấy. Đây là dòng mic Bayer vỉ tím các bác nhá. Đầu thu em không thấy ghi tên là gì đâu. Có cái đầu thu nó ghi tên là SIU999. Có cái đầu thu thì không ghi tên là gì. Đấy, em nguyên bản nhưng nó vẫn là thuộc dòng Bayer đấy. Đấy, dòng côn đây. Thì côn của Bayer này nó có rất các nhiều màu các bác nhé. Loại đen, loại vàng, loại hồng, loại tím. Đấy. Đều là côn cao cấp. Đều là côn cao cấp cả các bác nhé. Dòng này thì có giá là 2.300.000 bao ship các bác nhé. 2.300.000 cho dòng mic SIU999. Có cái thì nó ghi tên, có cái không thấy nó ghi các bác nhé. Đây, em quay cả cái ghi tên có cái không nhé. Nhưng mà vàng thằng mic rất là chất lượng. Và dòng mic vỉ xanh. Vỉ xanh đây, nội thất của nó đây các bác nhé. Đây là nội thất của nó này. Đấy, nội thất của vỉ xanh rất đẹp luôn. Thì giá cho bộ mic này với giá là 2.200.000 bao ship coi nhá. Đây là mic M2. Tay màu tím này, tay màu hồng này. Và đây là củ côn của nó các bác nhá. Cái bên trong của nó rất đẹp các bác ạ. Thế thì những cái dòng mic này các bác làm kẹo kéo hay là làm sự kiện cũng được. Và hát karaoke gia đình thì quá tuyệt vời luôn. Thì về hôm nay bên em về được 60 bộ. Có 3 mã, 60 bộ. Bác nào có nhu cầu để mặt hàng mic bãi thì hãy nhanh tay liên hệ với Hương Giang theo số điện thoại 0979987696. Hương Giang ở Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ, ship hàng toàn quốc. Rồi cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của bên em. Các bác hãy xem và đừng quên ấn đăng ký kênh ủng hộ cho kênh và cập nhật thông tin mới nhất về thiết bị hàng bãi bên em. Chào tạm biệt các bác.